Hiệp sĩ Lê Bangela, người chiến thắng trong Thảo đang ngồi trước nhà thờ Cathedral. Nơi đây là nhà thờ đã trải qua ba cuộc chiến tranh. Thảo đang xếp hàng để đi vào trong ngôi nhà thờ cổ. Đến đồng hồ thiên văn của nhà thờ. Đang đứng trên cao nữa quý vị. Còn lên tiếp tục nữa. Quý vị đang xem kênh Thảo ABC Cuộc Sống Pháp nha. Ngày hôm nay thì Thảo sẽ đưa quý vị đi tham quan quang cảnh Noel ở thành phố Strasbourg và viếng thăm ngôi nhà thờ có tên là Notre Dame Cathedral. Trong năm để đi du lịch ở thành phố Strasbourg thì khoảng tầm vào tháng 6, tháng 8, thời điểm đẹp, có nắng cùng với những loài hoa nở rộ khắp nơi. Tuy vậy, mùa thu từ tháng 10 đến tháng 11 cũng là thời điểm để cho quý vị cân nhắc đến những cái chiếc lá vàng rơi khắp những con phố, quyến rũ lòng người, đẹp từ phố xá đến vùng nông thôn Alsace. Ở Strasbourg đó là dịp Noel, Christmas season. Ít ai biết rằng Strasbourg là chợ Giáng sinh lớn nhất ở châu Âu. Thành phố được khoác lên một tấm áo Giáng sinh lụa là đầy ánh sáng lung linh. Lễ hội trải khắp các con phố. Đừng bỏ lỡ dịp du lịch Strasbourg vào mùa Noel nha quý vị. Vùng Alsace, nước Pháp, người ta lại nghĩ đến ngay thành phố Strasbourg. Thành phố với lịch sử lâu đời cùng với những sự kiện phức tạp đã từng là nơi giành giật giữa hai cường quốc Pháp và Đức. Du lịch Strasbourg là lạc vào trong những câu chuyện cổ tích yên bình, dạo qua những con kênh in bóng những tòa nhà mang lối kiến trúc đậm chất Pháp, ngỡ rằng mình là kẻ lãng du chìm đắm trong bầu không khí đầy quyến rũ của mộng mơ. Phố Strasbourg cổ kính pha lẫn với nét hiện đại, vẻ đẹp mộng mơ nhưng vẫn muốn chứng kiến sự tươi trẻ sống động thì Strasbourg Pháp chính là sự lựa chọn cho quý vị đến đây thăm viếng. Giờ vợ chồng Thảo đi tới cổng chính Capitale de Noël của thành phố Strasbourg đó quý vị. Cổng này là khách du lịch đến rất là đông. Và người ta đi dưới những chiếc du thuyền á để ngắm toàn cái khu trung tâm nơi đây. Tại vì thành phố Strasbourg nó giống như là một cái quần đảo nhỏ đó, nó nằm chính giữa và cái dòng sông nó bao quanh cái thành phố Strasbourg này á. Mở rộng sông á. Mùa này có những chiếc xe mông hạt dẻ người ta nướng thơm ơi là thơm luôn quý vị. Lúc này cái cổng nó chưa có đèn, nó sáng rực rỡ vào đêm á, cái cổng nó sẽ sáng lắm và nó thấy rõ cái chữ Strasbourg Capitale de Noël. Đây có những gian hàng bán bánh kẹo Noel trưng bày với màu đỏ. Những cái tiệm bán đồ bánh rượu này kia đó cũng có những cái hộp trang trí hình Noel, hộp màu đỏ nhìn đẹp mắt nha quý vị. Thành phố Strasbourg cách thành phố Paris không xa. Bởi vậy, nhiều du khách vẫn tranh thủ sau khi thăm thú kinh đô hoa lệ của Pháp thì sẽ di chuyển đến thành phố Strasbourg này. Nhưng chỉ cần như thế thôi
bạn sẽ thấy hai không gian hoàn toàn khác nhau trong cùng một đất nước Pháp xinh đẹp. Đây, Thảo chắc chắn với bạn rằng sẽ bị choáng ngợp bởi sự đa dạng của kiến trúc nơi đây. Từ cổ kính cho đến hiện đại, vẫn đủ nét trầm mặc bởi những kiến trúc mang thiên hướng thời Trung Cổ, với những ngôi nhà gỗ ven kênh đào. Nét đẹp nhà thờ cổ kính mà lại vẫn mang vẻ phồn hoa hiện đại bởi đường phố lát đá, tráng lệ và vẻ hoàn hảo của tòa nhà. Là bức tượng của một vị anh hùng vượt thời gian, đã lập được những chiến công vĩ đại vào thế kỷ thứ 13. Hiệp sĩ có tên là Leibniz-Zeller. Hiệp sĩ Leibniz-Zeller, người chiến thắng trong trận Utrecht trong năm 1262, thị trưởng Tasburg, sứ giả của nền dân chủ địa phương, nhìn nhà thờ một cách đầy tự hào. Ông nói, hãy chiến đấu ngay hôm nay với lòng dũng cảm và không sợ hãi vì danh dự của thành phố của chúng ta, để duy trì sự tự do của chúng ta và con cháu của chúng ta. Trên con phố này ngày thường á, chúng ta có thể chạy xe vào trong đường này luôn, nhưng mà lễ Noel thì họ chặn lại, họ không cho xe lớn vào. Và bây giờ chỉ dành cho những người đi bộ vào khu trung tâm để tham quan ngôi chợ Noel. Đây là chỗ bán quà lưu niệm cho ngày lễ Noel nè quý vị. Tờ giấy hạt đỏ thuộc Alsace. Thành phố Tasburg có dân số là 272.800 người. Cái đó là vào thời điểm 2004 á. Thảo đang đưa quý vị đến nhà thờ lớn Tasburg, hay còn gọi là nhà thờ Đức Mẹ Tasburg. Tiếng Pháp được gọi là Cathedral Notre Dame de Tasburg. Đây là một nhà thờ lớn Công giáo Roma ở Tasburg, Alsace, Pháp, với chiều cao 142 m. Tòa nhà thờ này đã là tòa nhà cao nhất thế giới từ năm 1647 đến năm 1874, 227 năm, khi độ cao của nó bị vượt qua bởi nhà thờ Nikolai Hamburg. Ngày nay nó là nhà thờ Công giáo cao thứ 6 trên thế giới và là cấu trúc vẫn còn đứng vững cao nhất được xây dựng hoàn toàn vào thời Trung Cổ. Victor Hugo mô tả nhà thờ này là kỳ công khổng lồ và tinh tế. Nhà thờ có màu đặc trưng là màu hồng. Cái này nghệ sĩ đường phố bị mù quá các bạn.
Vợ chồng Thảo đang ngồi trước nhà thờ Cathedral. Nơi đây là nhà thờ đã trải qua ba cuộc chiến tranh giữa Pháp và Đức mà vẫn tồn tại và vẫn đứng hiên ngang và có trên 1.000 năm rồi quý vị. Chào mừng Saint Noel kéo dài tới nhà thờ luôn quý vị. Nơi đây là hết chợ mặt Saint Noel rồi đó. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Xếp hàng dài lắm luôn á. Giờ em đứng đây em chờ anh ha. Đứng đi lắng quả là con kẹp không? Thôi kẹp xuống giường trước đi. Thảo đang xếp hàng để đi vào trong ngôi nhà thờ cổ Cathedral này nè. Rồi xem vào mùa Noel này người ta có trang trí hang đá trong đó hay không. Vì lần đầu tiên Thảo đi vào trong nhà thờ này vào mùa Noel. Bình thường Thảo đi ở bên ngoài không à. Hôm nay thì Thảo vào đây. Chồng Thảo với con Thảo thì đi kiếm bông bóng rồi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ở đây là bảng cấm nghe điện thoại nè, ăn uống và cái máy xe điện hút thuốc hoặc là dẫn xe đạp vào. Khi vào tham quan ngôi nhà thờ thì mình không có trả phí. Du khách đến đây có thể thắp nến và những ngọn nến như vậy có giá là 2 đồng, khoảng tầm 50.000 Việt Nam đồng. Giờ thì Thảo mời quý vị cùng tham quan ngôi nhà thờ này cùng với Thảo nhé. Mặt tiền của nhà thờ với nhiều ký tự đáng để xem hàng giờ, hình dạng đặc biệt phong phú của nó kể về vô số câu chuyện cho những con mắt chăm chú. Mặt tiền chính được trang trí lộng lẫy nhất thể hiện ở cổng bên phải. Có sự quyến rũ được bao quanh bởi các trinh nữ khôn ngoan và ngu ngốc. Cuộc chiến chống lại cái ác và đạo đức có thể được theo dõi trên cổng bên trái.
Thảo đang bước vào trong thánh đường, nơi có nhiều phép lạ. Nơi đây là cái phòng để xưng tội của người bên đạo Công giáo. Rời khỏi nơi thánh đường, Thảo sẽ được quý vị đến đồng hồ thiên văn của nhà thờ. Nhà chế tác đồng hồ bậc thầy thời Phụng Hưng và là kiệt tác toán học được tạo ra vào năm 1574 vẫn gây bất ngờ với kỹ thuật khéo léo và tinh tế của nó. Loại thứ hai đặc biệt được trang bị lịch vĩnh cửu hiển thị chuyển động của các hành tinh trong thiên thể, ngạc nhiên thay, gặp lúc 12:30 khi tất cả các máy bán hàng tự động hoạt động trở lại sau nhạc chuông thiên thần, khi tất cả các sứ đồ đi trước đấng Christ để chào đón Ngài, bốn kiếp sống trôi qua trước khi chết. Phía bên đồng hồ thiên văn ở đây có một hố tiền đầy những loại tiền khác nhau và những mệnh giá khác nhau. Thank you.
Lúc này Thảo sẽ đưa quý vị vào tham quan nơi bán những quà lưu niệm, những kỷ vật ở trong nhà thờ này nhé. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Sau khi rời khỏi nơi bán quà lưu niệm thì Thảo sẽ đi ra cái cổng bên tay trái và mình trở ra bên ngoài nhé. Và hôm nay Thảo thật sự rất là ngạc nhiên khi thấy nơi đây á, họ làm hang đá. Wow, khá là tuyệt đẹp luôn á. Mời quý vị xem nha. Và đây cũng là lần đầu tiên Thảo vào ngôi nhà thờ vào dịp lễ Noel này, chứ những năm kia thì Thảo không có vào. Có thể là người ta sẽ làm hang đá mỗi năm hay sao đó. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding and bring it right here. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year.
Sau khi Thảo đưa quý vị tham quan ngôi nhà thờ thì bây giờ Thảo đi ra ngoài nè, đi một vòng để mà Thảo đánh qua bên hông của ngôi nhà thờ á, là Thảo sẽ đưa quý vị lên tham quan và ngắm nhìn cảnh Thashbua về đêm nhé, và coi quang cảnh Noel từ trên cao như thế nào. Bình thường á, những ngày mà gió lớn hay là có tuyết rơi và lạnh á, thì người ta không có mở cửa cho mình đi lên trên tầng cao nhất của ngôi nhà thờ. Nhưng hôm nay á, thời tiết nó ấm lại rồi. Ấm ở đây là hiện tại á, cái nhiệt độ âm khoảng tầm là 9 đến 10 độ thôi. Hôm bữa thì tuyết rơi nhiều quá, nó âm khoảng tầm 12 đến 13 độ. Thì ngôi nhà thờ mở cửa cho mình lên trên sân thượng á, thì Thảo sẽ đi và đưa quý vị tham quan luôn nha. Để lên sân thượng của ngôi nhà thờ á, thì mình cũng phải đứng xếp hàng tương tự giống như vào trong nhà thờ. Và ở đây á, kiểm tra rất là khắt khe hơn so với mình vào trong nhà thờ ha. Mình để hành lý bên cạnh rồi người ta sẽ kiểm tra trong người mình có chất nổ hay không á. Giờ sau khi kiểm tra xong thì Thảo đưa quý vị lên bậc thang này để mình lên trên cao nha. Lúc nãy sau khi mà mình kiểm tra trên người mình xong á, mình vào trong cái chỗ cái gian phòng bán vé để mình lên trên sân thượng nữa nha quý vị. Mà tại lúc nãy đông người quá Thảo không có quay. Khi mà mình tham quan nhà thờ thì không có tốn tiền vé, mà mình đi lên trên cao nè thì phải mua vé 8 đồng mỗi một người, còn con nít thì 5 đồng. Thảo mới vừa tới trên chỗ này. Tiếp tục đi. Chết tôi quá ta. Tôi đi rồi. Parce que là on a des cuissons d'acier. Con đường rất là nhỏ luôn, vừa đủ một người đi. Lên được mới phân nửa cái nhà thờ này thôi quý vị. Hồi trước trên cao nữa kìa. Từ trên đây nhìn xuống chợ mặt Saint Noel á, đẹp mê hồn luôn quý vị. Coi kìa, người ta đi như là kiến luôn á. Quá trời đẹp. Đang đứng trên cao nữa quý vị, còn lên tiếp tục nữa, phải đứng xếp hàng chỗ đông người quá. Mình Thảo đeo cái này khẩu trang.
Ở đây người ta có khắc chữ trên những tảng đá nữa quý vị. Ở đây cầu thang giống như một cái xoắn ốc quý vị, tròn dài dài lên tú, đi một tour vòng 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 như nè. Đó, vừa tới trên chỗ này nó có một khoảng trống như vậy. Đây là hai bánh xe sóc từ thế kỷ thứ 15 nè, hệ thống được sử dụng để lấp đá, và một chiếc đồng hồ cũ. Sau khi mà leo lên 330 bậc thang thì ở đây là đang ở độ cao 66 m. Bạn có cảm thấy là rất là cao không? Đông người đi lên đây để coi quang cảnh hết thành phố Tospur. Chuông đang reo vang. Và lúc này tiếng nhà thờ được vang lên, nghe rất là ấm áp và linh thiêng, đúng không quý vị? Bây giờ Thảo mời quý vị nhìn ngắm quang cảnh từ trên cao này ha. Trời ơi, đèn nó lung linh sáng ngời lên, cảm giác giống như mình đang bay vậy đó. Thú vị quá. Thật vui khi có dịp đưa quý vị lên tham quan nơi này. Và đây cũng là lần đầu tiên Thảo lên trên độ cao như thế. Khi mình đã tham quan trên sân thượng để xem phong cảnh từ trên cao của thành phố Tospur, bây giờ thì Thảo sẽ trở xuống và rời khỏi ngôi nhà thờ này nhé. Ở đây người ta có đặt những ống mà phun nước để khi phòng cháy chữa cháy đó quý vị. Và đây có những biểu tượng
thoát hiểm. Đây là đá tảng luôn quý vị, lạnh còn hơn là bên ngoài luôn á, lạnh ngắt luôn, hơn trong tủ lạnh luôn á. Mùa hè quý vị vào đây á, mát lắm. Được xây dựng cả ngàn năm rồi, nên đá này á, người ta cắt ra rồi người ta trồng trồng ráp lên vậy nè. Đây cửa ra. Cuckoo. Chào mẹ lâu không? Trời ơi, lỡ níu tay. Mừng giống như là cái gì vậy? Rồi, leo lên. Đứng. Về. Lên lên lên. Lên lên, về nhà chơi bóng bóng nhá. Về nhà chơi bóng bóng. Ôi. Đi tốt bạn đi quý vị. Leo lên thì hơi phê phê, mà đi xuống thì lẹ lắm. Khỏe ru à. Noel ở thành phố Tháp Vua thì quá chừng nổi tiếng luôn, khách du lịch đi tới đây quá trời ha anh ha. Người Hàn Quốc nè, người nãy người Đài Loan, người Trung Quốc, Nhật quá nhiều luôn á, đông lắm. Giờ thì vợ chồng Thảo xin nói lời chào tạm biệt cùng cả nhà nha. Cảm ơn quý vị đã xem video và chúc quý vị đón một Giáng sinh thật vui vẻ và an vui. Nếu như quý vị thấy thích gia đình của Thảo thì đừng quên cho gia đình Thảo một cái like, đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem ủng hộ Thảo nhé. Và đừng quên ấn luôn cái chuông để tiện theo dõi những video mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.